cái bài cho nó. Ê, tao ơi. Con gì vậy? Ấy da. Con cũng chứ gì bự vậy bà Tư? Con chứ em bự. Con đó nó cắn không bà Tư? Con nào cũng cắn mà con tứ số nó mới cắn thôi. Giờ chú hỏi con nha. Một cô con kêu bằng bà giấu tên ở Cali. Với cô Thí ở nước Mỹ. Bà giấu tên ở Cali cũng muốn tặng con máy bay, mà cô Thí ở nước Mỹ cũng tặng con máy bay nữa. Con muốn lấy của bà hay là của cô? Con muốn lấy của bà ở Cali hay cô Thí ở nước Mỹ? Cô tại vì bà già con không lấy tiền của bà. Bà già không lấy tiền của bà, để chú dặn ra lớn lên chút. Rồi. Câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại tỉnh An Giang và dưới chân núi Cấm đây cô chú anh chị. Hôm nay Nghĩa quay lại thăm bé Chất, cậu bé ăn cơm thừa nhặt ve chai để nuôi ngoại. Đó là những cái hình ảnh ngây thơ, những cái hình ảnh của một bé ở 6 tuổi cô chú anh chị. Thì hôm nay Nghĩa quay lại để gửi những hình ảnh đó đến ông bà cô chú anh chị, và trên tay Nghĩa là món quà của ông bà cô chú anh chị Mạnh Thần Quân. Còn món quà đó là gì, mẹ xin mời quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục video ngày hôm nay ạ. Bên trong thì hôm bà Tư vẫn ngồi như mỗi ngày. Con chào bà Tư, con mới tới. Bữa nay bà Tư khỏe không? Khỏe. Dạ. Mấy nay bé Chắc còn đi nhặt ve chai không bà Tư? Còn con. Dạ. Ngày nào cũng đi, nhiều dạ. Ít gì cũng phải đi. Dạ, ngày nào cũng đi hết. Với lại là con cũng xin thưa ông bà cô chú anh chị, bé Chắc là nhặt ve chai là bị ghiền. Đúng rồi. Ngày nào không cho đi là không chịu, cũng phải cho đi, ít nhiều cũng phải đi. Dạ. Cái bữa mà con ở đây con ghi hình đó, cái con nghe bé Chắc nói là ghiền, con tưởng đâu nó ghiền chơi gì không à. Nhưng mà thật ra là ghiền đi nhặt ve chai. Đúng. Dạ. Con hỏi bà Tư ha. Bà Tư kể lại rõ cho con nghe đi. Ngày xưa là lúc mà bé Chắc sinh ra là ba mẹ cũng còn ở đây bà Tư ha. Còn. Rồi cũng bao lâu mới đi vậy bà Tư ha? Chị sanh ra cái mổ chứ không có sanh, rồi trong thời gian chắc có khoảng chừng 5-6 ngày gì đó. Dạ. Rồi nói là để con đi con đi kiếm cái gì con mua bán nhắm được, rồi con đi mua bán về đang để mua sữa nuôi con rồi đi luôn à. Dạ. Dạ, đi không trở lại. Rồi từ cái khoảng thời gian đó tới nay là cũng 6 năm đúng không bà Tư? Đúng. Không có liên lạc gì bà Tư hả? Không. Bà Tư gọi không có gọi được luôn? Không. Dạ. Bà Tư có mong chờ cha mẹ bé Chắc về để phụ cho bà Tư lo cho bé Chắc không? Chắc là không có mong rồi đó à con à, suy nghĩ không biết còn nếu còn sống thì chắc có thể cũng phải điện về trong một giây một lát. Dạ, đúng rồi. Rồi không biết là cái trận mà là dịch đó, rồi không biết có còn mạnh giỏi hay là chết hết, cũng không biết luôn. Chị thấy đúng suy nghĩ em với chị nói rồi đó. Có một chị cũng nghĩ giống bà Tư vậy đó. Mà không dám, con không dám nói. Hôm nay bà Tư nói con mới dám mở lời con nói vậy đó. Đúng. Tại vì sau mùa Covid thì người đi người ở không biết được. Rồi những năm tháng bà Tư một mình, con xin lỗi nha, bà Tư ở đây thì không có công việc gì, không có đất gì hết. Cái nhà này bà Tư nó ở nhà người ta đúng không? Đúng. Là ngày xưa bà Tư nói là, hổng bà Tư nói là người ta lâu lâu nó mới về một lần, mấy năm mới về một lần. Đúng. Dạ. Rồi mấy năm mới về một lần mà bây giờ cái người chủ nhà, cái giò nó đau bị cái gì đó, tôi không biết nói nữa, chú cái đầu gối này nè. Dạ. Rồi về bữa nay là 3 ngày rồi, về đang đi chị, đi thầy chị á. À, có nghĩa là người ta nghỉ việc ở trên kia. Đúng. Nó về đây ở trong nhà bà Tư luôn hả? Ừ. Ở dưới kia cũng còn cái nhà dưới nữa. Dạ. Là nhưng mình ta tới lui đây. Đúng. À. Con hỏi bà Tư ví dụ như có khi nào người ta nói là người ta cho bà Tư ở bao lâu không? Thì nó nói nếu mà không Tư không có khả năng để che được cái chòi
thì người ta cho ở tới ngày mãn phần, thì con cháu của mình tự lui hay tự đem đâu đem thì nhà người ta lấy là ở. Nhưng trăm tuổi già. Dạ, nhưng mà còn tương lai phía trước của bé Chắc. Bé Chắc, con xin lỗi nha. Tới thời điểm mà người ta lấy lại thì bé Chắc sẽ ở đâu? Cái đó là một cái bài toán khó đó bà Tư ha. Đúng. Dạ. Rồi những năm tháng mà bà Tư nuôi bé Chắc á, từ còn cũng như là mẹ ba bé Chắc đi rồi về nhà bà Tư cũng phải lo sữa sùng đồ này kia. Là bé Chắc uống sữa ngoài hết luôn hả bà Tư? Uống sữa ngoài, có tiền thì mua sữa gì đó. Sữa gì mà có bột mà mình đổ nước sôi pha đó. Yeah. À, nếu không có tiền thì mua sữa bò. Yeah. Sữa bò nó rẻ một chút. Yeah. Về quậy cho cháu bố. Yeah. Rồi không có tiền mua sữa nữa thì quậy nước cơm với đường. Rồi cháu uống quậy đặc đặc á. Rồi cháu uống. Nó nào nghe uống nước cơm với đường thì tính đi tính lời chắc là cháu uống gần cả năm. Nước cơm với đường á. Rồi từ đó tới sau rồi. Có tiền rồi cô bác ở gần như nào nghe dì ba nó nặng lòng lo lắm. Lo cho cháu dữ lắm. Thương lắm như con ruột vậy đó. Cũng như là cái thời điểm bà Tư cho uống sữa bột này kia. Rồi qua cái không có tiền uống sữa bình, uống nước đường nè. Bà Tư uống đường hả? Uống nước cơm. Uống nước cơm thì người ta vòng vòng ta mới biết cái cảnh khổ đó. Người ta mới tiếp sức với bà Tư. Dạ. Dạ. Rồi bà Tư nói với con là ngày trước bà Tư đi xuống chùa để... xuống chùa Bà Nước Hẹ đó là bồng cháu theo ra đón xe buýt đi xuống dưới 10.000 tiền xe rồi đi xuống dưới rồi cái hai bà cháu mới ngầu đó chảy lót tấm giấy hai bà cháu ngầu cho ngày được 7-80, 5-60, 30-40 có khi có 20,000 từ sáng tới chiều là không có xe lại á xe lớn mà khách đi đó thì tiền ít cũng như mình ngồi vậy thôi. Dạ. Rồi đoàn khách hành hương về chùa đó, người ta đi ngang, người ta mới bỏ tiền vào vào gửi cho mình. Vào. Dạ. Người ngày nào có đoàn nhiều thì mình được nhiều tiền. Đúng. Đó đó, ta đi nhiều không bà Tư? Thì có bữa thì cũng được 6-7 xe, 10 xe, rồi có khi có bữa không có chiếc xe nào hết. Dạ. Là bữa đó đói rồi đó. Dạ. Thường như ngày rằm ngày thì con nghĩ là nhiều. Đúng. Dạ. Với ngày chủ nhật á, ngày dạ. Chủ nhật cũng khách đông lắm. Dạ. Rồi trước cái lúc mà bà Tư hôm đó bà Tư nói con là khi mà bà Tư đi xuống chùa là bà Tư cũng có gọi là bệnh trong mình rồi. Còn có bệnh trong mình nè. Rồi trước lúc đó là bà Tư làm công việc gì bà Tư ơi? Thì chỉ có cái đi sinh rồi về có nhiêu ăn nhiêu chứ làm hết nổi rồi. Còn hồi còn khỏe bà Tư? Hồi còn khỏe hả? Còn khỏe thì đi mần mướn, yeah. Đi bao xài, đi mần cỏ xài, cô bác ta thấy gì đó. Rồi mần cỏ xài, đi mần cỏ phải mì, yeah. Rồi đi mần đủ thứ luôn, yeah. Kêu gì mà ăn nấy. Ông Tư không có phụ bà Tư sao? Không. Ở với ổng từ ngày ở với ổng năm 19 tuổi. Cho dẫn tới ngày hôm nay thôi. Bị đòn dữ lắm, bị đòn mới bệnh tới ngày hôm nay. Quýnh dữ lắm. Uống rượu vô là cứ quýnh, uống rượu vô cứ quýnh à. Nói tới ổng là thở không được. Quất nghẹn. Hiện tại giờ này mà nói tới ổng là khỏi thở. Quýnh không cho khóc là phải cho khóc đâu. Quýnh không có quyền khóc. Ôm anh ơi, anh quýnh tôi giữ thần vậy anh. Tôi đâu có chặt cái gì đâu. Quýnh là cứ quýnh, mình nói là mình nói. Khổ vì chồng dữ lắm. Anh còn mẹ còn cha. Thì chồng quýnh vậy mình vì mẹ cha mình sống, chị em sống. Vì con thân mình. Giờ không biết nội ở đâu mà ngoại ở chỗ nào. Chỉ có mẹ. Có cha, có anh em, ông chồng ông cũng nể, kiêng nể. Đúng rồi, kiêng nể được một chút. Sợ ông anh vợ ông cũng nói mình, hay là cha mẹ bên vợ nói mình, con xin lỗi con nói nha. Dạ, dạ. Còn như bà Tư có mình, đâu có chạy gì đâu. Ngày trước khi tôi gặp y, tôi có nói, tôi nói anh à, tôi không mẹ, không cha, không anh, không em, không dòng, không họ. Tôi theo anh, tôi sống làm người vợ, sống gỡ nạt, thác gỡ xương. Anh đừng à, hiếp đâu, tôi sợ đòn lắm. Quýnh vẫn quýnh. Bây giờ là bà Tư với ông là ăn cơm riêng. Cơm riêng. Có nói chuyện gì qua lại không bà Tư? Ít nói lắm, cái chuyện gì cần lắm là mới kêu một tiếng rồi thôi à. Chứ rồi không có. Tiền là xài riêng hết. Tiền, bạc, cơm, nước, cái gì là quyền của y. Còn ở đây tôi lo được cái gì thì đời tôi sống. Ông có xin tiền bà Tư không? Không, không dám đâu. Dạ. Ngày về là ông Tư là ngủ ngoài này. Dạ. Còn bé Chắc bữa nay con không thấy bà Tư? Bé Chắc đi lụm đồ ngủ à.
sách bao đi rồi. Đi nãy giờ không biết tới đâu, không biết nữa. Tại vì hôm nay con xuống trước là con thăm bà Tư. Nhân em đi tìm anh Quang ở dưới, đi tìm bé Chắc cùng em đi. Kìa, bé Chắc kìa. Anh kêu nó, mẹ, anh để cái máy đây, anh đi kêu mẹ. Chắc à. Chắc ơi. Dìa con, dìa con, mấy chú kêu con. Đi lụm gì mà cũng ghiền. Trời ơi, đi lụm bên đó, bữa nay bận bộ đồ trắng ton luôn. Về con, chú đây nè. Đi tự tới đó vậy, chị gai móc quá. Là ngày nào cũng đi lụm vậy đó. Dạ. Yeah. Không, con nghe nói là bé Chắc bị ghiền. Ghiền, sáng cỡ nào cũng phải cho đi. Yeah. Rồi, vô đây nè con. Chào mấy chú. Chú Nghĩa chào mấy chú. Vô đây nè con, vô đây nè, vô đây thăm nè. Bữa nay chú cũng thăm con nè. Rồi đi lẹ vòng lên. Sợ ngoại chết lắm. Trèo lên con. Lên đây nè con, bữa nay gặp Nghĩa không ôm nữa hả? Trời ơi, hổng cô chú anh chị gặp cái ôm. Sao ôm cái ai? Trời ơi, nhớ không? Nhớ chú không? Nhớ hả? Con đi lâu chưa mà mình mấy nóng hổi chân vậy? Con ngồi kế ngoại kìa. Đây nè con. Rồi bữa nay đi lụm mũ hả? Nói lớn lên coi. Lụm mũ lụm xài hả? Đâu xài đâu, lấy phê chú. Lấy xài em lên. Đem bao lên đây luôn, đưa bao lên cho chú. Đây, để chú khoe thành quả con trong bà cô chú anh chị coi. Con ngồi xuống dưới ngoài. Vô xuống đây. Trời ơi, cái thùng quay bự dưới chắc. Ngồi xuống. Cái thùng quay. À, trứng rồi. Cái thùng quay được cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, xài bầm dập chứ rồi con ơi. Còn cái chế nào ăn được ăn bà Tư ra. Con đừng đè. Được mấy cái chai rồi cô chú anh chị. Hết chưa? Những ba trái xài ăn bầm dập chứ. Lụm xài về làm gì chắc? Dạ con với ngoại ăn buổi sáng. Con ngoại ăn buổi sáng, sáng gì chưa ăn gì hả bà Tư? Chưa ăn gì hết. Là bộ đội là mấy giờ người ta mới có cơm bà Tư ăn? Lục nấu ra con. Mười giờ 15 hay 10 giờ 40 gì đó. 10 giờ 45. À 10 giờ 45. Mười giờ 45. Rồi lụm cái này về ăn sáng đó hả? Dạ. Dạ. Nói chuyện dạ thì gật đầu gật phải dạ. Nó mềm cho rồi cô chú anh chị. Rồi con ngày sáng là con định về lụm ve chai. Rồi dạ. Con lụm xài về đang ăn sáng. Đúng không? Dạ, quay qua chú nè. Nghe cha nè. Phải không? Dạ. Nói lớn lên. Dạ. Ừ. Rồi chú hỏi nè, trên cái lỗ mũi con bị gì vậy? Dạ con đi lụm lỗ mũi con thấy nhức đầu quá con giật. Nó gõ một chút nè. Nói lớn rồi. Con đi lụm lỗ mũi con nhức đầu quá con giật kìa nè. Rồi sao con biết cái giật cái đó? Dạ con thấy ngoại con làm cho con rồi con làm luôn. Thấy ngoại làm rồi con làm hả? Dạ. Ủa con giật dữ lắm sao mà chạy dữ vậy? Dạ là con bị cái gì nhức đầu hả? Dạ. Trời mới lớn nhức đầu rồi. Là bữa đó nắng quá sao con? Dạ con bữa đó nắng. Nắng quá rồi con đi con bị nhức đầu rồi con giật vậy luôn, giật tới chóc da vậy luôn á hả? Dạ. Dạ. Rồi sáng giờ là chưa ăn gì hết trơn á hả? Dạ rồi con mới đi kiếm xài về ăn. Dập hết rồi, ăn hết được rồi. Dập hết trơn rồi cô chú anh chị. Bỏ đi, ăn hết được rồi con. Rồi ngày nào con cũng đi kiếm xài về ăn với ngoại trơn vậy đó hả? Dạ. Rồi trưa mới có cơm của mấy chú. Dạ. Cô chú anh chị ở trên đây không có gì ăn trơn nãy. Cái này ở miền núi bà Tư ha. Dùng miền núi. Dùng miền núi rồi có xoài này. Còn hết như hết mùa xài chín rồi con ăn cái gì buổi sáng? Dạ. Con nhìn nói chờ tới mấy chú ăn cơm con xin con đi về con với ngoài ăn. Ừ. Là con nhịn đói chờ tới cơm mới có ăn ha. Dạ. Ừ. Rồi hôm nay cái từ bữa mà chia tay chú tới giờ là ngày nào cũng nhặt ve chai hết. Dạ. Ừ. Hồi nãy con đi là sao bà Tư nãy rồi lúc mà bé Chắc về bà Tư nói cái gì bà Tư nói gì mà bé Chắc nói bà Tư sao? Nói gì? Nãy bà Tư nói gì sẽ chết gì đó? Ừ con với bà ngoại á chết xuống dưới đó, có gặp lượt như ở trên này không? Nè để ngoại nói rồi con nói ha. Có gặp được như ở trên này không? Nếu không thì con không có chết. Bà ngoại con không chết luôn nha. Cái đó là bà ngoại nói hay bé Chắc nói? Bà Tư? Con không. Con nói hả? Con nói thì sao? Con nói rõ lại cho ông bà cô chú nghe đây.
Con nói ngoại ơi, con chết như nếu con với ngoại chết chung lúc thì có gặp nhau như không? Ngoại con nói không, rồi con nói vậy con ngoại với con đâu có chết, chết chứ có gặp gặp đâu, chết như chi? Là con nói với ngoại là chết chứ có gặp nhau không? Dạ. Và ngoại trả lời là không. Dạ. Rồi con nói sao? Con nói không thì đừng có chết, tiên chết chứ con gặp nhau chết làm gì? Tại sao con nghĩ điều đó? Tại vì ngoại chết thì con buồn buồn. Còn nếu ngoại không chết thì con vui. Ngoại không chết con vui hả? Dạ. Hôm đó là bà ngoại nói gì cái vụ lột vỏ là sao bà ngoại? Cái lột vỏ sao vô mùng hỏi ngoại sao dồn ngay cha nói chuyện đây. Con nói là con con chung là lột vỏ, nếu ngoại nói lột vỏ con khóc tới sáng. Nếu ngoại nói lột vỏ thì con ngủ. Làm sao lột vỏ? Lột vỏ hả? Dạ. Rồi sao mà kêu bà ngoại lột vỏ? Tại vì muốn ngoại sống với con. Ừ. Bây giờ chú nói con nghe nè. Hôm nay chú xuống á là chú xin bà ngoại nãy giờ rồi. Dạ. Xin để bà con theo chú á, bà ngoại cho rồi. Bù không đây quá trời luôn. Rồi sao? Con không chịu rồi chú ơi, chờ ngoại đừng chăm rồi. Chờ ngoại đừng chăm tôi già con mới theo chú được. Sao vậy, sao con không theo? Này con đi chút rồi con nhớ ngoại hả? Đi chút rồi nhớ ngoại hả? Mình đi ba bữa về được không? Giờ không đi ba bữa mình về thăm lần được không? Dạ không đâu con. Một tiếng đồng hồ con. Tiếng đồng hồ. Kể đại đi bà tư. Mày một tiếng đồng hồ đó con. Lần nhớ con khóc rồi. Quá ngại xong chịu nổi. Đi sang tiếng là nhớ, đi lâu quá chịu không nổi hả? Dạ. Hồi đó giờ con có đi đâu hơn một tiếng mà con vắng ngoại không? Con đi chơi một vòng ngoại khóc, con cũng khóc luôn. Là bà, đúng không? Rồi tôi bà ngoại không thấy bé về, bà ngoại khóc hả? Khóc, về ôm cháu khóc. Dạ. Đó tiếng sao không dám đi nữa. Dạ. Con cũng nhớ ngoại dữ lắm luôn. Giờ chú nói con nghe nè. Đi về với chú bữa nay đi, chú mua chiếc máy bay cho, còn không đi là chú đâu có mua được chiếc máy bay cho con. Rồi sao? Rồi con này như ngoại con. Ở ngoại là không có máy bay đó. Rồi sao? Hai cái con chọn cái nào? Ở ngoại. Chọn ngoại. Dụ vé không được thôi chú anh chị. Hai chiếc máy bay, một chiếc xe đạp luôn. Không, không ngoại à. Bà ngoại cho đi rồi. Không. Nói chuyện tử thế với cha. Chú nằm nghỉ mà. Dạ, thôi, chú theo ơi. Cha nè, được tiền nhiều nè, ăn uống sung sướng nè, ông được xe cộ chạy nè. Ông ở với ngoại à. Là hồi nhỏ tới giờ là mến bà ngoại lắm. Không, xem bà ngoại như bà ngoại cũng là mẹ nữa. Rồi thì săn sóc thương yêu, tuy là cuộc sống mình không có giàu quá bà Tư ha, không có đầy đủ cho lắm giống như bà Tư kể. Con xin lỗi cô nãy là uống nước cơm cả năm vậy đó. Nhưng mà cái tình thương dành cho cháu thì cháu cũng quấn quýt với bà Tư, không thể xa được. Vì ba cực khổ dữ lắm, hơn yeah. hơn mẹ nữa. Dạ. Yeah. Ừ, hư bệnh cái nó mà vì ba cháu nó bệnh, tao không có tiền bạc gì chơi, tội nghiệp nhỏ con nó, nhỏ yeah. gái đó. Mới nói mẹ vô chở em đi ra đây con đưa tiền đi chích thuốc cho em. Mà hai mẹ con cực khổ vì thằng này dữ lắm, như mẹ ruột vậy. Con ngồi kế chú nè, thôi xoài này bỏ đi con ơi, cái mình không sao ăn. Ăn hết được hả con? Rồi, sau cái video này á, chú, con ngồi vô đây nè, con ngồi đây con quay mặt ra cho mấy chú quay thấy con ha. Đó, cho dạng dạng chút cô chú anh chị không ạ. Kiểu như mà hổm lần đầu tiên gặp thì nhát quá, không nói được gì hết, cái video sau thì mới nói được nhiều. Bây giờ ngồi kế cho dạng dạng nha. Dạ. Nhớ chú là chú gì không? Chú Nghĩa. Ừ, rồi. Bây giờ xoài đó con bỏ trong cái bao á, nó dập hết rồi, ăn không có được. Hồi á, sau cái video này chú dẫn con đi ra ngoài chợ, món quà của cô Thúy ở nước Mỹ á tặng cho con. Thì ra đó mình mua đồ ăn luôn ha. Còn bây giờ kể cho nói chuyện với ông bà cô chú nghe đi, tại ông bà cô chú cũng nhớ con dữ lắm. Giờ con nói rõ lên lần nữa đi, năm nay con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 6 tuổi. Con tên gì? Con tên Chắc. Ừ. Rồi, không có một câu hỏi chú đã hỏi con rồi, nhưng bây giờ chú sẽ hỏi lại nha. Dạ. Tại sao mà con lại thích đi làm hồ mà con không chọn cái nghề khác? Rồi bữa nay con còn thích làm hồ nữa không? Dạ còn. Sao vậy? Sao thích làm hồ? Tại vì con thích làm hồ hơn.
Làm hồ cực lắm. Con làm hồ mà chú ơi. Làm hồ hả? Dạ làm hồ nó không có tốn tiền. Nó không tốn tiền. Nó tiện, ta tiễn mình vô mình làm á. Có cái người khác người ta tiễn vô mà không tốn tiền con làm không? Dạ không, người làm hồ tại làm hồ ngày 20 đó. Ngày 20 lần hả? Rồi là cái nghề khác ngày làm tới 25 ngàn lận. Không. 20 là nhiều nhất rồi. Không có cái nghề này chú dẫn cho con là ngày 25 ngàn. Không. Con cũng không tốn tiền cho ngày người ta trả con 25 ngàn. Được thêm 5 ngàn nữa. Con làm hồ à. Giờ đi lên nhà chú trả ngày 25 ngàn. Tới ngày con ăn cơm ngon không làm chứ á. Thôi con nghe với ngoại à. Con khổ ngoại liền. À có cái chú nó làm hồ, chú nói tao thương chị hai mày quá, mày xin số kịp điện thoại cho chị hai. Không phải. Tao. Chú khỉ. Không, giờ con mới nói là gả cho sĩ quan chứ gả cho mấy thằng làm hồ nữa ăn hồ. Rồi vậy sao con thích làm hồ? Dạ. Con nói chị hai con vậy sao con thích làm hồ? Dạ con thích làm hồ. Hồi đó giờ bé vậy luôn hả bà Tư? Bà Tư có nói gì cái nghề làm hồ cho bé không? Không đâu. Tại bé đi thấy người ta làm ha. Thấy chú bộ đội đi ngang đây nè. Cái chạy chí có lên chánh mần tới 11 giờ mấy chú ta nghỉ ăn cơm đó. Là bé đi về tới nhà là có chú thì cho được 5 ngàn, có chú cho được 10 ngàn, có chú cho chai nước ngọt. Yeah. Chú nào không có tiền thì cho chai nước ngọt. Là con đi bằng hồ sáng giờ được nhiêu nè. Tiền là về nhét cho em hết. Là hồi đó giờ đi qua phụ hộ với mấy chú anh đó cũng như là phụ chơi vui đó. Đúng. Nhưng mà có bữa được 20 ngàn nãy giống như bé nói là 10 ngàn cũng có, 5 ngàn cũng có. Ý là nãy bé nói là nhiều nhất là được 20 ngàn. Ngầu tử tế xếp bằng lại đàng hoàng ngó tới kìa. Nè. Rồi bữa nay là ra chợ nha. Bây giờ nào giờ con ăn được cái gì con nói cho chú nghe. Nè giờ bà ngoại mua gì cho con ăn. Hồi nhỏ lớn luôn con ăn cái gì rồi. Con ăn cơm hùa. Ăn cơm thừa hả? Ăn cơm thừa thì phải rồi. Rồi một món này gọi gì nữa? Một món cơm thừa này gọi gì nữa? Rồi con ăn cơm thường ngày con ăn cái gì với cái gì? Rồi đợi cơm nó rồi nghe ăn cơm. Vậy thì cơm thừa với cơm bộ đội gọi hai cái rồi đó gọi gì nữa? Rồi có hai cái đó. Không ăn bánh tét của chú cho nữa đó. Bốn. Là ba. Ăn xôi nữa nè là bốn. Bốn, ăn trái thốt lốt nữa là năm. Năm. Rồi ăn gì nữa không? Có ăn gì nữa không? Hết. Hết rồi hả? So với những bé ở thành thị hoặc là ở dưới miền xuôi thì bé chắc thua thiệt lắm cô chú anh chị. Đâu không biết ăn gì đâu. Không có gì ăn hả bà Tư? Không có bà chị. Tư không từng mua gì cho bé ăn sao? Có lâu lâu dì ba vô thì mua bánh cho ăn. Dì ba không vô thì bà cháu cũng nguội làm tới. Dạ. Yeah. Đó. Thành ra cháu nó không biết bánh gì là ăn cái bánh gì. Hay thèm cái gì thì không có. Con mới giờ. Chứ con mới giờ. Chi vậy con? 10 giờ. Dạ. Đang chờ cơm hả? Dạ. Trời. Bữa nay ngoại nấu cơm ăn bữa đi con. Bữa nay giờ không có đi xin cơm mà nấu cơm đãi chú được không? Nấu được. Cơm ăn ngoại ơi. Con biết nấu món gì con kể cho chú cơm nghe đi. Cơm ngon hơn cơm bộ đội. Con này. Bà ngoại nấu món gì con thích? Nhất là món cơm á. Cơm với gì? Cơm với rồi. Nó ngu quá gì ba. Dì ba có nói chuyện. Con có ăn lạp xưởng chưa? Dạ rồi. Ngon không? Ngon, thèm lắm. Rồi lạp xưởng bà ngoại làm gì cho con ăn? Cái chiên. Chiên hả? Dạ. Nó lớn lên trong mà cô chú thương, biết không? Sưởng như này được á. Để giờ chú dặn cái ga lên cho nó lớn lên cho ông bà cô chú nghe nha. Nãy giờ cái ga nhỏ phải không? Dặn lên nha. Cái ga còn chỗ nào con chỉ đi. Chỗ này thấy không? Chú dặn lên nha. Rồi dặn ga lớn rồi đó nói nha. Nó lớn lên. Dạ. Nói chuyện với chắc cái ga này hay quá ha. Nói chuyện với chắc phải dặn cái ga lên cô chú anh chị cái ga là dặn lên chút nữa nha. Đó. Rồi giờ chú hỏi lại nha, con thích nhất món gì của bà ngoại nấu? Chú dặn ga rồi đó. Cơm với nồi lạp xưởng. Cơm nguội lạp xưởng ha. Dạ. Rồi bữa nay chú cô thấy cho lạp xưởng nó con nhận không? Dạ nhận. Nhận hả? Để dành ăn hay gì? Dạ. Không, con hỏi ngoài vườn á, bữa ăn hỏi không có bà Tư nha. Con hỏi là trong nhà con á, bà ngoại nè, chị hai nè, con thương ai nhất? Dạ. Con bữa nay con nói lại bà ngoại nghe đi. Con bà ngoại. Tại sao con thương bà ngoại nhất?
tại vì bà ngoại nuôi con. Còn chị hai á thì cũng hơn ít hơn bà ngoại, bằng con nửa bà ngoại à. Rồi chị hai nghe chị hai buồn sao? Lúc đó đâu, chị hai con không buồn đâu. Sao con biết chị hai không buồn? Sao con không thương chị hai bằng bà ngoại? Tại chị hai con ghét con. Tại bà ngoại thương con nhiều hơn, đúng không? Dạ. Ừ. Nhưng mà tại chị hai mương con mà còn ghét con nữa. Ừ. Hôm nay chị hai có đi về mua cho con gì không? Dạ không. Không hả? Bữa nay chưa được lĩnh lương nó bà Tư ha. Không, con lợi là hình như mới nửa tháng. Ở được 20 ngày quá. Dạ. 23 hai mấy ngày gì. Cũng như nếu là có lãnh lương đây là tháng lương đầu tiên. Đầu tiên mà người ta lại kêu mình thì người ta nó gia giá có 2 triệu à. Dạ. Nếu mà cháu mà coi được thì người ta lên lương. Nó vậy thôi chứ không biết nhiều. Dạ. Đó là gửi ly hả bà Tư? À, gửi ly. Dạ. Gửi ly, úp ly. Dạ. À, lau nhà, quét nhà. Con nghĩ cũng bận rộn tối ngày. Dạ, bận rộn tối ngày. Tại đi làm cho người ta mà đâu phải dễ đâu. Giống như làm hồ vậy đó. Làm tối ngày vậy đó. Làm hồ là cũng phải. Phải gì phải làm hồ. Có 20 ngàn nha. Ngày được 20 ngàn. Rồi nào giờ con biết nhiều nhất là bao nhiêu? 500, 600, 700, 800, 900. Rồi biết nhiều vậy đó hả? Ở đâu con biết vậy? 1 triệu. Hả? 1 triệu. Rồi ở đâu mà con biết? Dạ. Tiền ở đâu mà con biết nhiều dữ vậy? Dạ. Tiền của mấy chú cho. Của chú cho hổng á hả? Dạ. Ừ. Rồi hổng có sinh ngoại không? Dạ. Dì ba đi mua cho được 3 bộ đồ, ba mua cho được đôi dép. Có sinh ngoại bỏ vô con heo không? Cái gì đó dạ, kia? Có. Chạy vô lấy con heo ra khoe với ông bà cô chú ơi. Con heo con ăn được nhiêu à? Cô có trên giường ngoại không? Đó có không? Không ơi. Không vô trong. À thấy rồi. Đâu con nói lại cho ông bà cô chú nghe nè con. Cầm tử tế coi, con nói chuyện đàng hoàng. Con nói lại ông bà cô chú nghe nè, hàng ngày nếu mà không có tiền bỏ vô đây con xin ngoại sao con nói vậy? Con xin ngoại ơi, cho con 5 ngàn con nhét cho em con. Ngoại cho. Dẫn ra lớn lên chút rồi. Rồi nói đi. Dạ con nói ngoại ơi cho con tiền con nhét em con. Em con là đây đó hả? Dạ. Rồi con không cho em con ăn là em con sao? Em nó khóc, nó đòi đâu, nó đòi ăn. Dạ, móc coi cho coi nè. Thôi đừng móc con. Đây cô chú anh chị thì đây là hồi đó cái này ai mua cho con? Hồi đó cái này con. Ai mua? Dì ba mua cho nó, con. Nó con nói bậy rồi, dì ba mua cho mày con heo kia kìa bể rồi. Cái con heo này của cái gì chở nước cho. Cái gì sáu chở nước á. Dạ. À, lâu chưa con? Dạ lâu rồi. Lâu rồi hả? Vì lâu rồi mà, nước mà, mua cho lâu con mà bỏ được như đây đó hả? Dạ. Cái này là trong đây là tiền của ngoại không hả sao? Có của mấy chú bộ đội không? Dạ có luôn. Là của mấy chú bộ đội cho cũng bỏ đây, của ngoại cho bỏ đây. Dạ. Ngày nào cũng cho em ăn chân hả? Dạ. Rồi sáng nay có cho em ăn chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Rồi bữa nay chưa chú chỉ cho con dẫn cho heo ăn nha. Cho em con ăn nha. Ở đây có hai chú này nè, con lại con xin chú đi nè, chú giới thiệu con đây là chú Nhân, đây là chú Quang. Ừ. Con lại con xin đi, con cầm con heo con lại con nói chú ơi heo, em con chưa có ăn, nó đói, nói đi con. Rồi hỏi qua chú sao? Nói đi, bên đây chú Nhân nè. Em con khóc. Ngồi đi, ngồi đi. Chưa rồi. Rồi đi đợi đợi. Chích lại đàng hoàng. Em con à. Em con đói chú cho tiện bỏ cho em con cho nó ăn. Em không hả? Em con đói nó khóc. Đây chú cho nè. Chú đường lẻ nha. Cảm ơn chú. Bỏ vô kìa. Chú bỏ vô kìa. Dạ. Chú thì quá trời luôn rồi. Cảm ơn chú chưa? Cảm ơn chú. Dạ. Nay em vô mắt. Dạ. Nhắc dạ, nhắc dạ, nhắc vô. Chỉ là ngày mai khỏi cho em ăn nha. Nhắc chị lắm thôi. Dạ. Nhiều lắm rồi. Vô mơ khỏi ăn. Bữa nay em ăn dỗ rồi đó. Dữ rồi. Dạ, bà lại cô cho nó kìa. Em con khóc con buồn lắm bà ngoại ơi, đừng khó khóc. Rồi, 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 rồi. Quay mặt cái ông bà cô chú mới thấy con. Quay mặt cái con. Rồi chú hỏi nè, nãy giờ em ăn nhiêu đó là em no chưa? Chà, no.
No hả? Nó lớn lên. Dạ no. Nhận ra là rồi nó no chưa? Dạ no. No dụng rồi cũng vậy là khỏi cho em ăn nữa ha. Dạ. Sao? Dạ. Em con giờ ngon rồi. Đầy bụng rồi. Đầy bụng hả? Bây giờ có muốn cho em ăn nữa không? Muốn mà thôi. Muốn mà thôi sao là thôi. Để chú cầm cho. Rồi nè, trả lời nghiêm túc nè. Dặn ra lên đó. Rồi thì sao muốn mà thôi? Tại vì trả hết tiền với chú. Trả hết tiền với chú hả? Dạ. Thôi chú cho con nè. Rồi con cho em con ăn nữa đi. Cho bữa nay no no chút đi. Không kệ nó dạ. Không có no. Ngày mai em không có ăn nữa nha. Ngày mai tới chiều nè. Ba ngày chưa không cho em ăn được. Đúng rồi, 3 ngày nữa là... lúc ngày là cho có thằng con tắm hay tắm à. Ừ, bữa nay quá nhiều. Là cũng như là không gầy không gầy ăn nè, quan chú cầm đi. Không gầy ăn có con tắm à. Vậy dạ. Lại. Không gầy ăn có con tắm à, bữa nay cho ăn nhiều quá là mình cũng như 3 ngày nữa mình không cho nó ăn ha. Dạ. Cô chú ơi, em có chắc là ngày nào không ăn rồi em con đói đó. Nên ngày nào cũng ăn là ngày nào cũng xin ngoại 5.000 hả ngoại? Đúng. Còn không có ông ngoại không có thì mấy chú bộ đội. Đúng. Dạ. Yeah. Bữa nay được mấy chú YouTube cho. Ừ. Cảm ơn lần đấy con khoanh tay con để chú này con khoanh tay cảm ơn hai chú. Cảm ơn chú. Nhà cảm ơn chú. Cảm ơn cô. Ừ. Cảm ơn chú nhé. Ừ. Cha. Sao nghe hỏi cha. Để dành tiền để làm gì? Chú ơi, chú nhân hỏi con để dành tiền làm gì kìa? Con để dành cho nhiều nhiều mua thuốc cho ngoại con. Ừ. Con không mua gì khác nữa sao? Dạ không, con mua cho ngoại con là con mừng mà. Mua cho ngoại là con mừng hả? Dạ. Tại sao con nghĩ điều đó? Đó giờ có ai dạy con vậy không? Dạ không. Rồi sao con nghĩ được điều đó? Con thấy ngoại con bệnh hay sao? Con thấy ngoại con bệnh thì con lấy tiền. Con xin tiền của mấy chú. Con lấy con hết tiền đi dành cho ngoại con hút. Dặn ra lên. Đó. Là lấy tiền của ngoại, lấy tiền xin tiền mấy chú để dành cho ngoại mua thuốc ha. Dạ. Ừ. Rồi con có muốn mua gì cho ngoại nữa không? Dạ, mua thuốc rồi mua đồ ăn cho ngoại. Mua gì mua đồ ăn cho ngoại hả? Dạ. Nhưng dạ, dặn ga lên chút nữa mới được. Cái ga này để cạy ga cho cứng lại nghe, để tao nó dạ. Chạy giống hoài. Cô chú anh chị thì bé chắc có một cái ga nằm bên đây nè, dặn này nó mới lớn được nè. Con alo lô 1 2 coi. Alo 1 2. Lớn vậy đó, nó lớn vậy á. Lớn lên cho hình như là bé nó lớn mới bị mệt đó bà Tư ơi, con thấy dạ. Đúng phải không, đúng ý nó luôn á, bé lên nó lớn quá còn mệt hả? Dạ. Ừ. Cho nên ông bà cô chú thông cảm giùm bé chắc, khi nào bé chắc khỏe bé chắc sẽ nói lớn cho ông bà nghe đúng không con? Nói dạ. Đi con nói đi. Không cảm con quá ơi, nay con hơi bị mệt rồi. Dạ, để em thử tế cô lắc em hoài vậy. Rồi có máy bay nói chuyện lớn không? Dạ. Lớn hả? Dạ. Là không gà thích chiếc máy bay lắm hả? Dạ. Nằm ngủ có nhớ máy bay không? Dạ. Thì sao biết mà chú xuống chú cho máy bay mà nhớ máy bay? Dạ. Nhắc hả? Nhắc chiếc máy bay không bao giờ nó quên. Nhắc chiếc máy bay mà con... Để cha xuống đi. Để con chở cho vô luôn, chở cho vô. Trong cha về. Trong cha về. Trong cha về. Giờ là trong chú ha. Ủa nay kêu Nghĩa bằng cha lắm cô chú anh chị. Rồi kêu bằng cha phải về nhà cha ở chứ con. Đi với cha đi. Dạ, đi với cha rồi. Đi giờ. Đi đồng chơi chứ không về với ngoại. Sao không? Đúng rồi, đi với chồng. Về năn nỉ nè, bây giờ về chồng đi. Cho Nghĩa chút rồi con về với ngoại à. Đi với chút. Người sợ bỏ ngoại hay sao? Dạ. Trong lòng của con có cảm xúc như thế nào mới kêu bằng chú Nghĩa bằng ba? Chú đã hỏi kìa. Thôi con không có cha, có mẹ, con nhận chú Nghĩa làm ba. Bé là không biết mặt cha mẹ luôn hả ba ta? Nhưng mà trong lòng bé con cũng xin thương bà cô chú anh chị là chưa từng có tình thương của cha mẹ. Cũng như là những bé khác á, thì có mẹ có khi đi chợ mua về miếng bánh, có cha chở cho đi chỗ này chỗ kia. Có thể là ở vùng này thì có thể dẫn đi leo núi như thế nào, lụm sòi như thế nào. Còn bé chắc là chưa từng. Con có thấy bạn nào mà đi chơi với con á, mà được cha mẹ đón về không? Dạ, hoặc là cha mẹ mua bánh về không? Dạ có. Dặn ra lớn làm chút. Dạ có. Rồi. Rồi á, khi đó trong lòng con nghĩ điều gì, bữa nay con nói lại cho chú nghe đi. Cho ba nghe đi. Con nghĩ là con gà nó không có chồng mà nó
10 đứa con. Còn mẹ con cũng có 2 đứa con mà có chồng nữa, mà không nuôi nữa đứa con. Cái câu đó cũ rồi, còn cái mà lúc mà bạn con mà thấy mẹ cho tiền, con thấy bạn của con á được mẹ cha cho tiền cho bánh rồi, trong lòng con lúc đó con nghĩ điều gì? Con có thấy tủi thân không? Con buồn vì không có cha có mẹ. Con buồn không có cha có mẹ. Dạ có. Không có tình thương của cha mẹ của chú anh chị, chưa từng được cha mẹ cho cái miếng bánh hay là hồi đó con hỏi lại một lần con cũng quên rồi, là mấy ngày mẹ với bé mới đi bà Tư? Được chừng là 5-6 ngày vậy. 5-6 ngày cũng đâu có biết gì đâu. Đâu biết gì. Vừa nói cũng có ham nói mày đi á, mày bỏ nó đây tao cho người ta. Yeah. Tao già yếu mận gì đâu có sữa cho cháu bú. Thấy không? Cho yeah. Người ta. Đó. Rồi nó nói bà nuôi nổi bà nuôi không nổi bà cho ai bà cho. Thì đâu có đành làm mày chán ôm. Mà giờ tôi nghĩ nó tràn cái đồ quấn vô từng cổ ba tua. Mổ bắt đem ra thì cháu xanh lặt lìa rồi, không còn hơi thở, chỉ có hước 2-3 cái. Rồi mới úp cháu vô ngực vậy nè, mới nói con ơi ngoại nè, con à ngoại nè nghe con lúc lắc gì hơi cái xong nó khóc. Yeah. Nó khóc được 1 tiếng mới bỏ cháu nằm, nó chạy đi kêu mấy người dịch vụ lại, nói cháu khóc được 1 tiếng. Bác sĩ nói không sao, nếu yêu cầu cháu khóc được là cháu sống, bà đừng khóc nữa. Nó là thanh lặt lìa luôn, mà nói cháu 10 phần chết 10 phần rồi đâu còn sống phần. Yeah. Rồi đó là mới nuôi cháu rồi bằng đầu thì có tiền được chút ít thì cho bú sữa bịch, sữa bột. Hết tiền rồi bắt đầu cho bú sữa bò. Hết tiền mua sữa bò nữa thì nấu không phải nước cơm cháo mà nấu quậy cho nhừ. Rồi để đường vô rồi lóng châm bỏ cái xác cháo rồi lấy cái nước để vô cái bình cho cháu bú. Yeah. Mà ông trời ổng nuôi con là không bệnh hoạn không gì hết trơn, không ỉa không đái gì tầm bậy hết trơn. Uống nước cơm á sợ cháu nó lạ rồi nó ỉa nó đái không tốt. Cái này giống như trời, người ta có câu dân gian là trời đẻ trời nuôi. Đúng, trời đẻ trời nuôi. Yeah. Chứ nói con à, con dám bú sữa bò, bú nước cơm nha con. Nếu mà con mà có lỡ con ỉa con bệnh là ngoại để con chết á. Ngoại đâu có tiền ngoại lo. Con hôm nay con xuống con xin thưa bà Tư một điều gì nè. À, khi cái video hôm trước con gửi lên đó thì được gia đình bác Kim Thành Xuân ở nước Pháp là muốn tài trợ cho bé đi học, có nghĩa là bác ấy sẽ đóng tiền học phí cho ba cho bé nè bà Tư. Nhưng mà con cũng xin thưa thì bác ấy năm nay cũng 84 tuổi rồi, thì bác làm được năm nào tính năm đó nha bà Tư. Ví dụ 10 năm 20 năm như thế nào đó thì để mà bác phụ với bà Tư lo cho bé đến trường. Dạ, vậy là cảm ơn dữ lắm. Dạ. Như vậy là hôm đó bà Tư nói 2 triệu mấy là lúc đó là cái tiền gọi là mẫu giáo đúng không bà Tư? Mẫu giáo vô học đó. Dạ. Là nghe cô nói là hỏi cô mà nhắm lo chừng nhiều ít thì có lẽ tôi xây chở được, còn nhiều quá là không có khả năng để lo cho cháu. Dạ. Cô nói là ít nhất đó là 2 triệu rưỡi trở lại. Dạ. Rồi nói cô nói vậy thì tôi xin rút lui, chứ không có tiền để lo cho cháu thì vì nó không có mẹ có cha. Mà tiền nặng quá rồi tôi không có mặn gì được, chỉ sống là nhờ cô bác hột cơm hột gạo xin người này người kia rồi thôi về cho cháu nghỉ học luôn. Bà Tư có biết là lớp 1 còn khoảng bao nhiêu không bà Tư? Lớp 1 có chừng nhiêu hả bà? Không biết hả? Thì chắc cỡ khoảng cũng... Người ta nói lớp 1 nó nhẹ hơn ngũ giáo. Yeah. Ừ, nghe nói gì? Thôi thì... tới mùa tụ trường đó con quay lại con thăm nữa. Yeah. Cái thời điểm đó con thăm nữa con với bà Tư dẫn bé chất ra ngoài đó luôn, rồi mua tập vở nè, cặp sách, rồi quần áo đồng phục cũng như đóng tiền trường để bé được đến trường. Còn sau cái video này thì con sẽ dẫn bé chất đi chợ mua một ít trang thiết bị cho bé chất, ví dụ như giờ hổng bà Tư nói là ở đây có người ta chở đi học được đó. Ừ. Nhưng mà khi mà người ta bận việc gì đó thì người ta đâu có đi được, ngày đó bé chất lại nghỉ. Đúng. Mà nghỉ thường quá thì mất cái căn bản, thì thành ra cái việc học nó bị sa sút, nó không có bằng bạn bè. Ừ. Cho nên là mình muốn chủ động hơn á, con muốn chủ động hơn cho bé thì ngay thì bây giờ con có xin ở bên chị Thí thì cũng được xe đạp này kia rồi. Về xe đạp cho bằng bé vậy đó, bé tập chạy từ đây tới đó là cũng còn mấy tháng nữa. Yeah. Để biết chạy, có thể là người ta hoặc là người lớn trong gia đình mình đưa vài bữa cho quen trường quen lớp. Yeah. Rồi sau đó từ từ để cho bé tự đi được đó bà Tư. Yeah. Cảm ơn. Chú hỏi con lần nữa nè, được
được ông bà ở bên nước Pháp á cho tiền con đi học, con vui không? Dạ vui. Rồi nào giờ con muốn đi học không? Dạ muốn. Ừ. Đi học còn lượm ghe chai nữa không? Dạ. Bữa sáng rồi con học, bữa trưa xin cơm rồi con xin cơ nghỉ hiên chút nữa đi ngủ rồi đi học, chiều về xin cơm nữa. Đi học mà còn phải xin cơm hai bận rồi đi lượm đồ mũ nữa hả? Dạ. Rồi thời gian nào con học con? Lúc về nè, con xin cô nghỉ thêm chút nữa con cơm xong rồi con lượm đồ mũ xong rồi con đi học xong rồi rồi chiều năm giờ bốn năm tới cơm vậy con đi về. Con xin con nghỉ, con đi về, con học mà con đi về, con xin cơm nữa. Ừ. Rồi, ngồi xếp bằng ở đàng hoàng các anh. À, con cũng xin thưa bà Tư, thì hôm nay con trước thì con lại con thăm bà Tư. Sau đó thì cũng như bé Chất và đặc biệt là món quà của ông bà cô chú ngày hôm nay con xin gửi bà Tư ha. Đây là món quà của ông bà cô chú gửi bà Tư để dành tiền uống thuốc hay là mua gì ăn đó. Còn một cái video nữa là chú cháu mình đi xuống chợ Chi Lăng mua đồ về cho ngoại ăn với con bữa nay nữa nghe. Dạ. Mua đồ ăn rồi mua gì nữa nói lần nữa cho ba Nghĩa nghe. Mấy bài chết cũng không quên kiếm mấy bài. Từ ngày con về nhắc hoài hả bà Tư? Nhắc dữ thôi. Nói ngoại à biết chừng nào không có chiếc máy bay cho nó. Ơi Tông ơi, con Tông ơi. Con gì vậy? Ấy da. Con cũng chiếc gì bự vậy bà Tư? Con chiếc ăn bự. Con đó nó cắn không bà Tư? Con nào cũng cắn mà con tới số nó mới cắn thôi. Con tới số là con gì bà Tư? Không nói chuyện mình tới số nó cắn mình thôi. Con sợ là mình cắn, chứ cắn nó sẽ không cắn ha. Không. Nhưng mà cái số mình hết rồi là nó đúng cắn. Rồi đó. Thôi con đừng có giận mấy con đó nghe. Dạ. Trời ơi ông cọp nó không sợ nữa. Là sao vậy? Con gì nó cũng bắt hết trơn, bắt người ta la làng không á. À bạn con cháu không biết vụ nó gặp con rắn độc có lớn gì nè, rồi nó chụp đi rồi nó cắn là chết tại chỗ mà la gì la. Thôi mới mốt không có bắt con gì chăng ở trên đây núi nhiều con nhiều con rắn độc dữ lắm. Nghe. Rắn con quyết mà. Mày giỏi. Mày giỏi hơn tao. Đừng. Thôi không được, không có được bắt rắn nha. Dạ. Trời ơi. Mấy con chiếu thương mất rồi. Thôi được không bắt luôn. Hả? Con đó còn tới số đó. Dạ. Thôi đừng bắt gì hết trơn á ông ơi. Đi lụm dây chai lụm xài ăn được rồi. Bây giờ trở lại câu chuyện thì con xin phép con gửi món quà của ông bà cô chú đến bà Tư nha. Đầu tiên con xin phép con gửi món quà của ông bà Út Dư ở Dĩ An, Bình Dương gửi tặng cho bà Tư ngày hôm nay là 500 ngàn. Con gửi bà Tư của ông bà Út Dư ở Dĩ An, Bình Dương. Dạ. Anh con cảm ơn mạnh. Để chú đọc hết rồi, cảm ơn ha. Bà Tư cũng vậy ha, con đọc hết bà Tư, cảm ơn ha. Anh Sang ở Dòng Chơm, Bến Tre, 3080 á, có gửi tặng bà Tư là 500 ngàn. Anh Sang ở Dòng Chơm, Bến Tre. Chị Biển Phước Hải ở Bà Rịa, Vũng Tàu gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Một cô giấu tên ở Cali. Bây giờ chú hỏi con nha. Một cô con kêu bằng bà giấu tên ở Cali. Dạ. Với cô Thí ở nước Mỹ. Dạ. Bà giấu tên ở Cali cũng muốn tặng con máy bay, mà cô Thí ở nước Mỹ muốn tặng con máy bay nữa. Con muốn lấy của bà hay là của cô? Con muốn lấy của bà ở Cali hay cô Thí ở nước Mỹ? Cô tại vì bà trai con có lấy tiền của bà. Bà già không lấy tiền của bà, để chú dặn ra lớn lên chút. Rồi nói lại. Bà già con không lấy tiền của bà. Không lấy của cô Thí ha. Để cho bà mua thuốc bà uống. Bà bị bệnh, bà mua thuốc bà uống. Trời ơi. Cô ơi. Thôi thì chị Thí ơi, em xin của chị nghe. Một cô giấu tên ở Cali gửi tặng cho bà Tư là 2.500.000. 500. 1.500.000 2.500.000 là một cô giấu tên ở Cali. Chị Hồ Mộng Thu gửi tặng bà Tư 2.000.000. 500.000. 1.000.000 1.500.000 2.000.000 này của chị Hồ Mộng Thu. Chị Dịch
vụ nấu ăn Lâm Ngọc, chị này quê ở đây đó bà Tư. Mà chỉ ra Đồng Nai chỉ làm ngoài á, mà quê ở đây nè, không chỉ có định về đám cưới đây, chỉ vô cho gạo bà Tư mà chỉ không có về. Thôi thì chỉ gửi cho bà Tư 500 ngàn nha. Chỉ giờ làm nấu ăn thì cưới á, ở ngoài Đồng Nai. Dạ, con gửi bà Tư 500 ngàn của chị dịch vụ nấu ăn Lâm Ngọc. Chị Ngân ở Trà Vinh gửi tặng bà Tư 200 ngàn. Dạ đây. Một Mạnh Thường Quân ở Canada gửi tặng bà Tư 1 triệu đồng. 500, 1 triệu. Chị Nhạn ở Bạc Liêu gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Anh Thảo ở Trảng Bàng, chú Thảo ở Trảng Bàng Tây Ninh á, muốn mua quần áo với đồ chơi cho con. Rồi con có mua, con nhận của cô Thí á, chú Thảo. Của cô nói lớn lên chú. Của nhìn. Cô Thí. Của cô Thí vậy? Trời ơi. Cũng chú Lai. Rồi, cô Thí thương con lắm rồi đó. Anh Thảo ở Trảng Bàng Tây Ninh gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Cái này là đúng ra là cái phần tiền để mua quà cho bé. Nhưng mà thôi thì con gửi tiền cho bà Tư ha. Tại vì bé cũng có được chị Thí á, nhờ em mua quà cho bé. Với giờ nãy giờ bé cũng thích chị Thí rồi, thích cô Thí rồi. Thôi để nhận của cô Thí đi, còn tiền của chú ở Tây Ninh này gửi cho bà ngoại ha. Dì Hai ở nước Úc gửi tặng bà Tư 1 triệu đồng. 500, 1 triệu. Anh Quân, chị Linh ở nước Mỹ gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Con xin thưa thì hôm nay tổng tiền của mình là 10 triệu 200 ngàn. Từ ông bà cô chú anh chị gửi tặng bà Tư ngày hôm nay đó. Bà Tư gửi lời cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đi bà Tư. Dạ, thì tôi có gửi lời thăm Mạnh Thường Quân. Con cảm ơn tôi được ơn. Ngày hôm nay. Cho ba bà cháu tôi con. Được cuộc sống. Tôi rất cảm ơn rất nhiều. Rồi con cảm ơn ông bà, mấy bà, ông, cô, chú đi con. Bà ông bà, cô, bác. Cảm ơn bà, cô, bác. Khoanh tay lại. Đỡ cho ngoại con với con. Ừ. Rồi sao nãy con không muốn nhận tiền của một bà ở Cali, không muốn nhận máy bay đó. Con nói lại chú nghe đi. Trong lòng con lúc đó nghĩ sao? Con khi chú đặt hỏi. Vì bà để tiền mà mua hút bà uống. Bà. Còn cô chứ còn trẻ hơn đúng không? Chờ. Cô thấy còn trẻ hơn. Cho nên nhận tiền cô Thí. Còn bà lớn tuổi rồi con không muốn nhận hả? Rồi sao một cái chú ở Trảng Bàng Tây Ninh cũng bằng tuổi cô Thí đó. Rồi sao con không nhận của chú mà nhận của cô Thí? Tại chú là tiền chú xài. Sao con hiểu được điều đó? Cái tiền đó cũng dành được cả năm mới được tiền. Chú ở Trảng Bàng dành cả năm mới được tiền chú gửi cho con không muốn nhận. Con không muốn cái đó để mua quà, con muốn của cô Thí đúng không? Ừ. Sao con thích cô Thí vậy? Con biết cô Thí là ai không? Dạ không, nhưng mà có ai cho con chiếc máy bay là con mừng lắm. Tại cô chứ thôi, con chiếc máy bay là con... Giờ cô nào cho con biết chiếc máy bay là con muốn gì cũng được hết chứ. mà bà thì bà lớn tuổi quá mà con không muốn lấy ha. Để cho bà để tiền thì dành tiền mua thuốc uống đúng không? Dạ. Hồi đó giờ có ai dạy bé như thế nào những cái câu nói mà Tư con thấy là những câu nói của bé giống như những câu nói của người lớn không á? Ừ, không đâu, có dạy dỗ, không có biểu, không có nói. Nó suy nghĩ trong tâm cái gì thì nó có cái gì muốn nói cái quên nó kêu. Cái gì Sáu nó mà chở nước vô đây giùm đó. Dạ. Cái gì Sáu nó, Dượng Sáu nó nói tao bỏ gì Sáu mà tao không thương gì Sáu mày nữa. Nó nói Dượng Sáu đừng bỏ gì Sáu, tội nghiệp gì Sáu lắm. Bộ Dượng Sáu tính bước thêm bước nữa hả? Đừng có đi bước nữa, khổ lắm. Rồi Dượng Sáu nó thương tới giờ là chồng nó giờ chở nước nè. Rồi sao lúc đó con nghĩ được điều đó chắc? Không ai dạy chứ, tự nó suy nghĩ. Con thấy tội nó quá rồi, con nói Dượng Sáu. Con thấy tội gì Sáu quá hả? Dạ. Làm như bé buồn ngủ á bà Tư. Dạ. Ngủ lắm. Ngồi đây gió mắt hay là ghiền gì? Ghiền máy bay phải không? Lý mẹ mà nói thôi, hồi đó giờ con có từng thấy chiếc máy bay chưa? Chưa. Sao con biết con thích nó? Tại vì con trên trời con thấy chiếc máy bay nó bay. Đó thôi một hồi đi mua, không ai mua chiếc máy bay trên trời nghe. Dạ. Chiếc máy bay được khiển á. Chứ không phải là mua chiếc máy bay trên trời nha. Dạ, cô thấy không có tiền mua chiếc máy bay trên trời cho con đâu. Con nói lại cô Thí, con muốn mua chiếc bay gì con nói đi, đặng cô Thí. Chiếc máy bay điều khiển. Con quay con phanh tay lại con nói đàng hoàng. Đúng vậy. Xếp bàn lại. Chiếc máy bay. Phanh tay lại nói chuyện với gì? Con muốn chiếc máy bay điều khiển. Làm gì cho con chiếc máy bay?
chứ không phải chiếc máy bay trên trời ha. Dạ. Mà hồi đó giờ chỉ thấy chiếc máy bay trên trời thôi. Dạ. Cho nên là thích máy bay vậy đó. Dạ. Rồi, vậy là ngoài máy bay ra mua gì nữa nè? Con mua máy bay à, nghiện máy bay nhất. À... mua chiếc máy bay nhịn đói 3 ngày con có bằng ý không? Đã chịu. À, bữa nay con xin phép bà Tư con chở bé đi ra chợ được không bà Tư? Ừ, chở cháu đi. Dạ. Thôi bà Tư ở nhà chợ một chút nè, con đi mua cái gì đó về mấy bà cháu mình bữa nay dùng luôn. Rồi. Máy bay đi chị. Chắc ăn là có máy bay rồi con. Bây giờ là để chú kết thúc video nha, rồi ba Nghĩa chứ, ba Nghĩa kết thúc video nha. Rồi con chào ông bà cô bác rồi cho mấy ba cháu mình đi nha. À, con cũng xin một lần nữa con xin thay mặt bà Tư cũng như bé Chất đây, con chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị quý mạnh thường quân quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay đến bà Tư cũng như bé Chất. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. À, con nguyện cầu ơn trên ban bố phước lành, ông bà cô chú anh chị luôn bình an mạnh giỏi và hạnh phúc. Và hôm nay con đến đây thì đây là nội dung video con gửi quà yêu thương của ông bà cô chú đến bà Tư. Ở video tiếp theo thì con sẽ dẫn bé Chất ra chợ Chi Lăng với món quà của chị Thí, trong đó rất là nhiều cô chú anh chị. À, những món quà đó như thế nào và bé đi ra chợ ra sao, bởi vì con cũng xin tiết lộ trước cô chú anh chị là bé chưa từng được ăn cái gì lạ ngoài chợ hết, để xem cái cảm xúc của bé như thế nào ở ngoài chợ. Mời cô chú anh chị đón thêm xem video tiếp theo ạ. Dạ. À, con xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video đến thời điểm này. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Con cảm ơn cô bác Mạnh Thường Quân nha. Con cảm ơn ông bà cô bác. Cảm ơn ông bà cô bác. Bác giúp đỡ cho con, mua máy bay cho con. Không quên chiếc máy bay. Bữa nay là cảm ơn cái phần tiền này thôi, máy bay hồi mới cảm ơn cô Thí nữa nha. Dạ, cảm ơn cô Thí luôn. Rồi, con có muốn ăn thịt kho không? Dạ muốn, nhưng mà có cái... Sao, dặn ra lên con. Lớn chút ngôi được rồi. Mà chú cho ngoại con ăn chung nha. Dĩ nhiên kho cho ngoại con ăn cho rồi. Mày ăn, không để tao không ăn. Giờ cha mày nói mua gì để kho cho mày ăn thì mày ăn, tao khỏi ăn. Thôi ngoại ăn con. Thôi. Ngoại ăn với con à. Rồi giờ ngoại không ăn con ăn không? Không. Sao vậy? Ngoại ăn không mấy ăn được chú. Bây giờ bà ngoại không ăn luôn. Bà ngoại ăn món khác, rồi, không ăn món đó. Ngoại ăn đi, ngoại ăn đi, ngoại ăn đi, ngoại ăn đi. Lý mẹ ngoại. Dạ thôi, con xin phép bà Tư con dẫn bé đi chợ bà Tư ha. Dạ. Dạ. À, con mời ông bà cô chú anh chị tiếp tục video. Con với bé Chất đại náo chợ Chi Lăng.